tin ngày 27 tháng 5 hôm nay, hơn 100 hiệu thuốc ở Ontario vẫn chưa nhận được nguồn cung cấp vaccine AstraZeneca như đã hứa, trong khi ngày hết hạn sử dụng của vaccine cận kề. Alberta có thể mở cửa hoàn toàn vào tháng 7 trong kế hoạch 3 giai đoạn. Bệnh nhân COVID-19 ở Manitoba tử vong sau nỗ lực vận chuyển ra khỏi tỉnh để được chăm sóc. Hơn một nửa số người Canada lo lắng về việc trở lại cuộc sống bình thường sau COVID-19. Giám đốc thương mại Hoa Kỳ tìm kiếm giải pháp gỗ dài hạn với Canada. BC hỗ trợ Manitoba trong vụ cháy rừng hung hãn. Toronto khởi động chiến dịch thông báo cho mọi người về các cuộc hẹn vaccine qua tin nhắn, email. 3 học sinh trung học tại Kelowna chết trong một vụ đâm xe. Và trong bản tin thế giới, Amazon mua lại studio MGM với giá 8,45 tỷ Mỹ Kim. Ít nhất 8 người chết sau vụ xả súng tại St. Joe's. Việt Nam thành lập quỹ vaccine trong bối cảnh đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất đang diễn biến phức tạp. Được cho ngửi vớ có mùi, những chú chó đã qua huấn luyện có thể đánh hơi được bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh ngữ duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn ghé thăm trang web của tạp chí Culture để xem thêm các bản tin và các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Và nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị hãy đăng ký, subscribe và nhớ bấm ngay nút chuông ở kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Và chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách chia sẻ, share video và nhớ bấm like nếu quý vị thấy thông tin hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Hơn 100 hiệu thuốc ở Toronto vẫn chưa nhận được nguồn cung cấp vaccine AstraZeneca như đã hứa, trong khi ngày hết hạn sử dụng của vaccine cận kề. Có hơn 100 hiệu thuốc ở Toronto vẫn chưa nhận được nguồn cung cấp vaccine AstraZeneca như đã hứa, và người đứng đầu Hiệp hội Dược sĩ Ontario nói rằng việc trì hoãn có thể khiến cho một số liều thuốc hết hạn trước khi chúng có thể được sử dụng. Những cá nhân đã nhận vaccine AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tiêm liều thứ hai vào đầu tuần này. Nhưng Giám đốc điều hành Hiệp hội Dược sĩ Ontario Justin Bees nói với hãng tin CB24 rằng hầu hết các hiệu thuốc tham gia ở Toronto vẫn chưa thực sự nhận được thuốc. Ngoại trừ một số điểm Shop the Drop Mart chọn lọc có mạng lưới phân phối riêng của họ. Ông nói rằng sự chậm trễ là do quy trình đảm bảo chất lượng. Trong đó, mỗi lọ vaccine đang được các quan chức y tế công cộng kiểm tra để bảo đảm rằng các lọ thuốc này không bị hư hỏng khi được đặt ở trong tủ lạnh trong 2 tuần qua. Vấn đề ở đây là sự chậm trễ có thể dẫn tới 31.000 liều vaccine sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 5. Sự chậm trễ diễn ra trong bối cảnh việc triển khai vốn đã hỗn loạn với nhiều người hiện đủ điều kiện cho liều vaccine thứ hai phàn nàn về sự thiếu rõ ràng về cách lấy hẹn. Trong một cuộc phỏng vấn với CTV News Channel trước đó vào hôm thứ Tư, ông Bates nói rằng chỉ có 160 hiệu thuốc ở Toronto, Kingston và Windsor sẽ nhận được liều lượng so với 325 trong dự án thử nghiệm ban đầu vào tháng 3. Ông nói rằng sự chênh lệch do nguồn cung có thể sẽ khiến cho một số người khó đặt lịch hẹn, đặc biệt là trong trường hợp hiệu thuốc nơi họ nhận liều đầu tiên vẫn chưa được phân phối vaccine.
chính phủ Ford cần phải tăng liều thứ hai cho một nhóm nhỏ người sau khi tạm ngừng sử dụng AstraZeneca do lo ngại về nguy cơ đông máu hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong. Chính phủ Ontario cho biết họ dự kiến sẽ nhận được 254.000 liều vaccine AstraZeneca khác trong thời gian khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa cho biết kế hoạch là ai sẽ đủ điều kiện để nhận những liều vaccine đó. Một người đàn ông bị thương trong một vụ xả súng giữa ban ngày ở Parkdale. Bản tin cho hay một người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng sau một vụ xả súng giữa ban ngày ở khu Parkdale. Người ta nghe được tiếng súng vang lên ở khu vực đại lộ West Lot và C4 vào tối thứ Tư. Cảnh sát đã lập tức đến nơi và tìm thấy một người đàn ông bị vết thương do súng bắn. Anh ta được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng, nhân viên Toronto Paramedic cho biết. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc xe tại hiện trường đã bị hư hỏng do súng bắn. Cho đến lúc chúng tôi làm bản tin này, vẫn chưa thấy có thông báo về nghi phạm. Cảnh sát đã đến để khám nghiệm hiện trường. Một số con đường trong khu vực đã bị đóng để phục vụ công tác điều tra. Alberta có thể mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 7 trong kế hoạch 3 giai đoạn. Chính phủ Alberta đã công bố kế hoạch 3 giai đoạn mở cửa cho mùa hè như là một chiến lược gắn liền với số lượng tiêm chủng và số ca nhập viện có thể dẫn tới việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vào tháng 7. Tỉnh sẽ bước vào giai đoạn 1 vào ngày 1 tháng 6 và dự kiến sẽ mở cửa hoàn toàn vào đầu tháng 7 hoặc sớm hơn, Thủ hiến Jason Kenney cho biết hôm thứ Tư tại một cuộc họp báo. Giai đoạn 1 yêu cầu 50% dân số Alberta từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine và số ca nhập viện do COVID-19 phải dưới 800 và giảm dần. Cả hai ngưỡng đó đã đạt được. Bắt đầu từ ngày thứ 6, các địa điểm thờ cúng sẽ được phép mở cửa với giới hạn sức chứa là 15%. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 thì phần còn lại của giai đoạn 1 sẽ bắt đầu, bao gồm tụ tập ngoài trời tối đa 10 người, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cá nhân được phép mở lại. Khu vực ngoài trời của nhà hàng được phép mở cửa trở lại. Hoạt động thể thao và giải trí ngoài trời cho tối đa 10 người và các cửa hàng bán lẻ được phép mở cửa trở lại với 15% sức chứa. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào 2 tuần sau đó khi 60% người Alberta nhận được ít nhất là một liều vaccine và số ca nhập viện do COVID-19 dưới 500 và giảm dần. Trong giai đoạn 2, các thư viện và rạp chiếu phim có thể mở cửa trở lại. Các nơi thờ tự và cửa hàng bán lẻ có thể có 1/3 công suất. Các tiệm ăn nhà hàng có thể chứa các nhóm có 6 người ở trong nội thất hoặc là ngoài trời. Các phòng thể dục có thể mở cửa trở lại và các cuộc tụ tập ngoài trời có thể lên tới 20 người. Thủ hiến Kenney nói, một số hạn chế sẽ được đưa ra trong giai đoạn 2 để tiếp tục duy trì số ca bệnh, để sau đó chúng ta có thể mở cửa hoàn toàn một cách an toàn. Nhưng mọi thứ sẽ bắt đầu bình thường trở lại khi chúng ta đạt đến giai đoạn này. Kế tới là giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau 2 tuần khi 70% dân Alberta tiêm ít nhất là một liều vaccine. Trong giai đoạn đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi số ca nhập viện. Vào lúc này thì hầu hết các hạn chế về sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả lệnh cấm tụ tập xã hội ở trong nhà sẽ được dỡ bỏ và chúng ta sẽ có thể tận hưởng một mùa hè ở Alberta thực sự tuyệt vời. Thủ hiến Kenney nói, hầu như tất cả các hạn chế về sức khỏe sẽ không còn nữa. Bệnh nhân COVID ở Manitoba tử vong sau nỗ lực vận chuyển ra khỏi tỉnh để được chăm sóc. Một người Manitoba bị COVID-19 đã chết sau sự nỗ lực vận chuyển ra khỏi tỉnh để được chăm sóc sức khỏe. Người phát ngôn của Share Health cho biết một bệnh nhân ổn định về mặt y tế, nhưng bị bệnh nặng, được xác định để vận chuyển đến bệnh viện ở Ontario đã có tình trạng bất ổn trước khi máy bay cất cánh vào đầu tuần này. Người phát ngôn của Share Health cho biết tiếp, chúng tôi có thể xác nhận bệnh nhân đã qua đời vào ngày hôm sau. Các bệnh nhân được chuyển ra khỏi tỉnh được đánh giá cẩn thận bởi một nhóm chăm sóc sức khỏe nguy kịch và các cuộc thảo luận chi tiết diễn ra giữa các nhóm gửi và nhận bệnh nhân. Người phát ngôn cho biết tình trạng xấu đi nhanh chóng và nguy cơ tử vong của bệnh nhân COVID-19 cần được chăm sóc nguy cấp không phải là hiếm và không thể dự đoán được, cho dù trong phòng chăm sóc đặc biệt hay là trong quá trình vận chuyển. Các bệnh nhân ở Manitoba được đưa ra khỏi tỉnh đến các bệnh viện ở Ontario vào tuần trước. Tính đến thứ ba, đã có 18 bệnh nhân đã được gửi đến các bệnh viện ở Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Ottawa, Sudbury, London, Windsor, North Bay và Owen Sound.
lãnh đạo của phe đối lập là Wap Kinew nói về cái chết đang được nghi vấn tại cơ quan lập pháp Manitoba hôm thứ Tư, kêu gọi chính quyền tỉnh đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân khi chuyển họ giữa các cơ sở y tế. Các quan chức y tế ở Saskatchewan cho biết hôm thứ Ba là họ dự định tiếp nhận tối thiểu là một bệnh nhân Manitoba và có khả năng nhiều hơn nữa sẽ đến trong vài ngày tới. Tính đến tối thứ Tư ngày 26 tháng 5, Canada đã báo cáo có thêm 2.564 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.368.106 với 44.679 ca còn bệnh và đã có 1.297.960 ca phục hồi. Số người tử vong là 25.361. Cho tới hôm nay, có hơn 21,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có trên 20,1 triệu người, hay là 53% dân số, đã được tiêm là ít nhất một liều. Tại Quebec, báo cáo có 308 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 4 ca tử vong. Có 399 người phải nhập viện, trong đó có 101 người được chăm sóc đặc biệt. Bản cập nhật được đưa ra một ngày sau khi thủ hiến François Legault cho biết ông dự đoán là 10 khu vực còn lại vẫn theo lệnh sức khỏe có mã màu đỏ sẽ được chuyển sang màu cam vào ngày 7 tháng 6. Tỉnh Ontario báo cáo có 1.095 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 23 ca tử vong. Số ca nhập viện là 1.073 ca với 672 người trong ICU. Tổng số ca nhiễm đang bệnh cũng tiếp tục giảm xuống còn khoảng 17.727 ca. Vào đỉnh điểm của đợt đại dịch thứ ba, có gần 43.000 ca đang bệnh ở Ontario. Có khoảng 53% người dân Ontario đã tiêm ít nhất là một liều vaccine COVID-19. 60% tổng số người Ontario được tiêm mũi đầu tiên là tiêu chí quan trọng để chuyển sang giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa trở lại. Tại các tỉnh Paris, Manitoba báo cáo có 312 ca nhiễm COVID-19 mới, có 318 người phải nhập viện, trong đó 74 người ở ICU. Ngoài ra còn có ít nhất 18 bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng được chuyển đến các bệnh viện ở Ontario. Saskatchewan cũng đã được chuẩn bị để tiếp nhận một số bệnh nhân chăm sóc đặc biệt từ Manitoba vào ngày thứ Tư và có khả năng sẽ tiếp nhận nhiều hơn trong vài ngày tới. Manitoba đã mở rộng khả năng đủ điều kiện cho liều thứ hai của vaccine COVID-19 cho bất kỳ ai đã nhận liều đầu tiên của vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech trước ngày 29 tháng 3. Người dân có thể đặt lịch hẹn trên trang web của tỉnh hoặc là gọi số 1-844-626-8222. Tại tỉnh bang Saskatchewan, các quan chức y tế đã báo cáo có 151 ca nhiễm COVID-19 mới và 1 ca tử vong. Các quan chức y tế ở tỉnh Alberta đã công bố 390 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong. Tỉnh bang PC ghi nhận 250 ca mắc COVID-19 mới và thêm 3 ca tử vong. Tổng cộng có 296 người đang nằm viện, trong đó có 97 người được chăm sóc đặc biệt. Cán bộ y tế tỉnh tiến sĩ Bonnie Henry và bộ trưởng y tế là Adrian Dix kêu gọi người dân British Columbia đăng ký tiêm vaccine và đặt lịch hẹn nếu họ chưa có. Và ông gọi việc chủng ngừa là nền tảng để cuộc sống trở lại bình thường. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Nova Scotia báo cáo có 37 ca COVID-19 mới, trong khi Newfoundland và Labrador báo cáo có 4 ca mới và New Brunswick báo cáo có 10 ca nhiễm mới. Trên khắp miền Bắc, Nunavut báo cáo có 7 ca COVID-19 mới, trong khi ở các vùng lãnh thổ phía Tây Bắc, NWT, không có ca mới nào. Toronto khởi động chiến dịch thông báo cho mọi người về các cuộc hẹn vaccine thông qua tin nhắn và email. Thành phố Toronto đang tăng cường nỗ lực tiêm chủng thông qua một chiến dịch mới sẽ giúp thông báo cho mọi người về các cuộc hẹn qua tin nhắn, email và chương trình phát sóng thoại. Một sáng kiến mới nhất được gọi là VAXTO, V-A-X-T-O, là một chiến dịch nhiều phương diện được thiết kế để cung cấp cho người lớn thông tin về cách thức, thời gian và địa điểm họ có thể tiêm chủng. Thành phố cho biết với hơn 65% cư dân Toronto hiện đã được chủng ngừa một liều. VAXTO sẽ không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình này mà còn khuyến khích mọi người đi tiêm chủng đầy đủ. Thị trưởng John Tory cho biết VAXTO sẽ sử dụng tin nhắn,
email, chương trình phát thanh bằng giọng nói và quảng cáo đa ngôn ngữ trên mạng xã hội để cung cấp dữ liệu về thời điểm và cách thức người dân có thể được tiêm chủng. Cách tiếp cận tập trung vào công nghệ mới nhất cũng được đưa ra để giúp đạt được mục tiêu của chính quyền tỉnh khi bước vào bước 1 trong lộ trình mở cửa trở lại, với một số hạn chế sẽ được nới lỏng sớm nhất là vào ngày 14 tháng 6. Để đạt được mục tiêu đó, 70% người dân Ontario phải được tiêm chủng một liều. Bắt đầu từ hôm nay, cư dân Toronto có thể nhắn tin chữ vaccine của tiếng Anh, viết là V-A-C-C-I-N-E, đến số 1833-750-0888 để được kết nối với các nguồn thông tin bao gồm đặt lịch hẹn, thông tin về vaccine và các tính năng bổ sung sẽ được công bố trong vài tuần tới. Canada Post báo cáo dữ liệu bị xâm nhập đối với 44 doanh nghiệp lớn, có đến 950.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Cơ quan Bưu điện Canada xác nhận hôm thứ Tư một cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại vào một trong những nhà cung cấp của Canada Post đã gây ra sự xâm nhập dữ liệu ảnh hưởng đến 44 khách hàng doanh nghiệp lớn của công ty và 950.000 khách hàng của họ bị ảnh hưởng. Thông tin bị ảnh hưởng là từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019 và 97% trong số đó là bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng nhận, 3% còn lại là chứa địa chỉ email hoặc là số điện thoại. Canada Post cho biết, nhìn chung bản kê khai vận chuyển bị ảnh hưởng cho 44 khách hàng thương mại chứa thông tin liên quan đến 950.000 khách hàng nhận hàng. Và họ đã thực hiện các biện pháp chủ động và tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để giảm thiểu các tác động. Vào ngày 19 tháng 5, Comport Communications, một nhà cung cấp giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử gọi tắt là EDI, được Canada Post sử dụng để quản lý dữ liệu vận chuyển của khách hàng doanh nghiệp, đã thông báo cho công ty rằng một số dữ liệu nhất định liên quan đến khách hàng của họ đã bị xâm phạm. Theo Canada Post, một cuộc điều tra pháp lý chi tiết đã được thực hiện, nhưng không có bằng chứng về bất kỳ thông tin tài chính nào bị vi phạm. Hiện tại, cơ quan bưu điện đang chủ động thông báo cho khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đồng thời cung cấp thông tin và các hỗ trợ cần thiết để giúp cho họ xác định các bước tiếp theo. Giám đốc Thương mại Hoa Kỳ tìm kiếm giải pháp gỗ dài hạn với Canada. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết bà muốn tìm một giải pháp lâu dài cho tranh chấp kéo dài của Washington với Canada về gỗ, khi chi phí của vật liệu này đã tăng đến mức kỷ lục. Giám đốc thương mại cũng cho biết bà rất vui mừng được tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng liên quan đến gỗ. Bình luận của Raimondo được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại công bố kế hoạch áp thuế cao hơn đối với việc nhập khẩu gỗ từ Canada sẽ tăng gấp đôi mức hiện tại nếu được thực hiện. Nhu cầu gỗ của Hoa Kỳ đang vượt xa nguồn cung trong lúc việc xây dựng khu dân cư tăng mạnh, khiến cho giá gỗ tăng hơn 3 lần trong năm qua. Việc tăng giá gỗ đã làm tăng chi phí xây nhà mới và đe dọa đẩy một số người mua nhà ra khỏi thị trường. Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia đã thúc giục chính quyền Biden đàm phán một thỏa thuận thương mại mới với Canada để đảm bảo nguồn cung và ngăn chặn các đợt tăng giá tiếp theo. Một cuộc thăm dò cho biết có hơn một nửa số người Canada lo lắng về việc trở lại bình thường sau COVID-19. Trong một thăm dò mới đây cho thấy, hơn một nửa số người Canada cảm thấy lo lắng về việc quay lại cuộc sống trước khi bị đảo lộn bởi đại dịch COVID-19. Người ta đã đặt câu hỏi cho một nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của Hiệp hội Nghiên cứu Canada. Có 1.647 người Canada đã trả lời trong một cuộc khảo sát ở trên web từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5. Những người tham gia được hỏi liệu quay trở lại cuộc sống như trước khi có coronavirus có phải là nguồn gốc gây lo lắng cho họ hay không? Khi chính phủ đang công bố kế hoạch mở cửa trở lại sau hơn một năm yêu cầu mọi người ở nhà. Kết quả cho thấy 52% cho biết họ cảm thấy lo lắng ở mức độ nào đó, trong đó có những người từ 18 đến 24 tuổi cho thấy mức độ bất an cao nhất là 68%. Christian Ball, phó chủ tịch điều hành của công ty nghiên cứu tiếp thị và thăm dò ý kiến Leger cho biết, có thể sự lo lắng liên quan đến công việc hoặc ý nghĩ rằng khi chúng ta thực sự trở lại bình thường, liệu có an toàn hay không? Chúng ta có thoải mái khi gần với người không đeo khẩu trang nữa hay không?
Christian Voigt gợi ý rằng nghiên cứu cho thấy các nhà chức trách nên thực hiện một cách tiếp cận chậm hơn để mở cửa lại. Về lý do tại sao những người trẻ tuổi cho biết họ cảm thấy lo lắng hơn, Christian Voigt cho biết điều đó có thể liên quan đến việc họ là thế hệ lo lắng. Gần một nửa số người Canada trẻ tuổi cảm thấy họ phải chịu đựng một số hình thức lo lắng nào đó. Vì vậy mà họ có nhận thức nhiều hơn về việc đó và sẵn sàng nói về nó hơn những người lớn tuổi khác. BC hỗ trợ cho Manitoba trong vụ cháy rừng hung hãn. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp BC là Catherine Conroy cho biết 41 nhân viên cứu hỏa và 2 nhân viên hỗ trợ đã được triển khai vào hôm thứ Tư tới Manitoba. Một tuyên bố từ văn phòng của Conroy cho biết BC Wildfire Service hoan nghênh cơ hội chia sẻ các nguồn lực chữa cháy với các khu vực khác. Các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 sẽ được thực hiện và Bộ Lâm nghiệp cho biết đội PC sẽ vẫn ở trong bong bóng của riêng mình, hoạt động tách biệt với các nhân viên cứu hỏa Manitoba. Dịch vụ chữa cháy rừng cho biết hầu hết trong số 250 vụ cháy được báo cáo ở PC kể từ khi bắt đầu mùa cháy rừng vào tháng 3 được liệt kê là đã hết. 15 đám cháy được kiểm soát, 1 đám cháy đang diễn ra và 4 đám cháy mới bắt đầu vào ngày thứ 3. Manitoba hiện nay đang có một số vụ cháy rừng đang hoạt động, bao gồm 2 vụ cháy rừng ở phía đông bắc Dauphin được liệt kê là ngoài tầm kiểm soát và đã thiêu rụi tổng cộng 2.200 km2 kể từ khi bùng phát 2 tuần trước. Tài xế thiếu niên bị buộc tội trong vụ tai nạn khiến 2 đứa trẻ thiệt mạng ở Vaughan, Ontario, được tại ngoại với giá 300.000. Tài xế tuổi teen tại Richmond Hill bị cáo buộc giết chết 2 đứa trẻ đang chơi ở trên driveway tại Vaughan, Ontario, đã được tại ngoại với số tiền phạt là 300.000 đô la, tuyên án tại tòa án Newmarket vào hôm thứ Tư. Theo cảnh sát cho biết, một bé gái 10 tuổi và em trai 4 tuổi đang chơi ở trên lối đậu xe, tức là driveway, dọc bên nhà vào ngày 16 tháng 5, cùng với một người hàng xóm đang sửa xích xe đạp, thì 3 người bị một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đâm vào khoảng giữa trưa. 2 em bé đã chết ở trong bệnh viện, người hàng xóm cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Một cuộc gây quỹ trực tuyến do gia đình hỗ trợ đã xác định 2 đứa trẻ là Anaya 10 tuổi và Jax 4 tuổi. Ngay tại hiện trường thì cảnh sát đã tạm giữ bị can là một thanh niên 16 tuổi. Người này phải đối mặt với 6 tội danh, bao gồm 2 tội danh sơ suất gây chết người, 2 tội danh điều khiển phương tiện nguy hiểm gây chết người, 1 tội danh điều khiển phương tiện gây tổn hại cho cơ thể và 1 tội danh sơ suất gây tổn hại cho cơ thể. Do bị can chỉ mới 16 tuổi nên danh tính không được công khai dựa theo luật hình sự vị thành niên. Tuy nhiên, bị can được tại ngoại với số tiền phạt là 300.000 đô la và kèm theo nhiều điều kiện. Bị can luôn phải có người bảo lãnh, đó là cha mẹ, ở tại nơi cư trú, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp về y tế. Thanh niên này có thể tham gia các lớp học trực tuyến ở trong suốt thời gian đại dịch và có thể trở lại lớp học trực tiếp khi nhà trường mở cửa trở lại và phải được hộ tống bởi một người bảo lãnh. Bị can không được điều khiển xe hoặc sở hữu chìa khóa xe, và người này phải nộp lại hộ chiếu của mình trong vòng 24 giờ sau khi được thả và ở lại Ontario, nhưng không được phép đến thăm địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Dự kiến, bị can sẽ trở lại tòa án vào ngày 17 tháng 6. 3 học sinh trung học tại Kelowna chết trong một vụ đâm xe. 3 học sinh trung học đã thiệt mạng sau một vụ đâm xe ở Kelowna thuộc tỉnh bang PC. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Gordon Drive ở khu phố Lower Mission của thành phố chỉ sau nửa đêm, cảnh sát hoàng gia RCMP cho biết. Các cảnh sát phản ứng đã tìm thấy một chiếc xe sedan Honda Civic màu đen bị hư hỏng nặng và có 3 người ở bên trong. Nữ tài xế 18 tuổi, nam hành khách 18 tuổi và nữ hành khách 17 tuổi, tất cả đều đến từ khu vực Kelowna, đã chết tại hiện trường. Tất cả các học sinh này đều đang học lớp 12 tại trường trung học Kelowna và chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay. Một nhóm ứng phó sự cố nghiêm trọng của học khu đã có mặt tại trường trung học ngày hôm nay để hỗ trợ tâm lý cho các học sinh và nhân viên và kết nối họ với các hỗ trợ khác. Ít nhất 8 người chết sau vụ xả súng tại St. Joe's. Các nhà chức trách cho biết một nhân viên vận chuyển đã bắn chết 8 đồng nghiệp và sau đó cũng chết tại một sân ga đi lại ở St. Joe's, California hôm thứ Tư, trong vụ xả súng hàng loạt chết người mới nhất tại Mỹ.
Vụ tấn công xảy ra khi các nhân viên điều phối và nhân viên bảo trì tại cơ quan giao thông vận tải Santa Clara Valley, VTA, đang chuẩn bị cho dịch vụ bắt đầu trong một ngày. Cuộc tấn công đã làm náo loạn khu vực phức hợp đô thị rộng lớn gần trung tâm thành phố St. Joe's, là thành phố lớn thứ 10 của quốc gia và là trung tâm của Silicon Valley. Các tòa nhà đã được sơ tán và dịch vụ đường sắt hạng nhẹ ngưng hoạt động khi các đội phá bom lùng sục khu vực để tìm chất nổ. Các nhân viên ca sáng được dẫn đến một tòa nhà riêng biệt nơi các thành viên trong gia đình đang chờ đợi. Joy Alexio, phát ngôn viên của bệnh viện, cho biết trung tâm y tế Santa Clara Valley đã tiếp nhận 2 bệnh nhân. Một trong số họ đã chết, bệnh nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch. Thiếu tá Russell Davis, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng, đã không công khai danh tính của tay súng, chỉ biết rằng đó là nhân viên của VTA. Ông cho biết các nhân viên cảnh sát đã không trao bắn trả tay súng và họ tin rằng người đó đã tự sát. Ông cũng cho biết họ không có dấu hiệu nào về động cơ. Thị trưởng San Jose Licado nói rằng một ngôi nhà liên quan đến nghi phạm đã bị phóng hỏa vào ngày thứ Tư. Vụ việc hôm thứ Tư là vụ mới nhất trong số ít nhất 8 vụ xả súng hàng loạt chết người ở Hoa Kỳ trong 3 tháng qua, bao gồm vụ tấn công tại các phòng spa ở khu vực Atlanta vào giữa tháng 3 và một số vụ khác sau đó khiến cho 10 người chết tại khu siêu thị ở Colorado. Tháng trước, một cựu nhân viên của trung tâm FedEx ở Indianapolis đã bắn chết 8 công nhân và sau đó tự kết liễu đời mình. Amazon mua lại studio MGM với giá 8,45 tỷ Mỹ Kim. Hôm thứ Tư, Amazon cho biết họ sẽ mua lại MGM Studio với giá 8,45 tỷ đô la, đánh dấu một bước đi táo bạo nhất của họ vào dịch vụ giải trí và đẩy mạnh những tham vọng về ngành phát video trực tuyến. Thỏa thuận này là thương vụ mua lớn thứ hai trong lịch sử của Amazon sau thương vụ mua Whole Foods trị giá 13,7 tỷ Mỹ Kim vào năm 2017. Amazon cho biết họ hy vọng sẽ tận dụng lịch sử làm phim lâu đời của MGM và kho tài nguyên rộng lớn gồm 4.000 bộ phim và 17.000 chương trình truyền hình để giúp củng cố Amazon Studios, bộ phận phim và truyền hình của mình. Mike Hopkins, phó chủ tịch cao cấp của Prime Video và Amazon Studios cho biết giá trị tài chính thực sự đằng sau thương vụ này là kho tàng IP trong danh mục mà chúng tôi dự định tái tưởng tượng và phát triển cùng với đội ngũ tài năng của MGM. Nó rất thú vị và mang lại rất nhiều cơ hội kể chuyện chất lượng bằng phim ảnh. Trong một tuyên bố, chủ tịch MGM Kelvin Ulrich cho biết cơ hội gắn kết lịch sử lâu đời của MGM với Amazon là một sự kết hợp đầy cảm hứng. Thỏa thuận này nhấn mạnh việc Amazon sẵn sàng chi đậm để duy trì tính cách cạnh tranh trong thị trường phát video trực tuyến đông đúc. Amazon, Netflix, Disney và các dịch vụ phát trực tuyến video khác đang tìm cách tăng cường thư viện nội dung của họ để thu hút người đăng ký, cam kết hàng tỷ Mỹ Kim để cấp phép nội dung và phát triển chương trình gốc của riêng họ. Việt Nam thành lập quỹ vaccine trong bối cảnh đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất đang diễn biến phức tạp. Vào ngày thứ Tư, thì chính phủ Việt Nam đã thông báo việc thành lập một quỹ đặc biệt để thúc đẩy một chương trình tiêm chủng chống lại COVID-19 hiệu quả, khi quốc gia này đang đối mặt với đợt bùng phát lớn nhất của loại coronavirus mới. Chính phủ cho biết quỹ này sẽ chịu trách nhiệm trong việc thu xếp các nguồn tài chính và nguyên vật liệu cho việc mua bán, sản xuất và sử dụng vaccine. Mô hình của quỹ không được đề cập, nhưng Bộ Tài chánh đã cho biết vào tuần trước rằng Việt Nam dự định là dành 1,1 tỷ đô la để mua 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân của mình. Sau khi Việt Nam ngăn chặn thành công phần lớn các đợt bùng phát coronavirus vào năm ngoái, Việt Nam hiện phải đối mặt với một đợt bùng phát mới đang lây lan nhanh hơn, khiến hơn 3.000 người tại 30 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam nhiễm COVID kể từ cuối tháng 4. Bộ Y tế đã báo cáo có 235 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày thứ Tư, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 được biết ở quốc gia Đông Nam Á này lên 6.086 ca, bao gồm 1.489 ca nhập cảnh với 45 ca tử vong. Việt Nam với dân số là 98 triệu người đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày thứ Ba. Cho đến nay thì quốc gia này đã nhận được gần 2,9 triệu liều vaccine và khoảng 1 triệu liều đã được sử dụng. Được cho ngửi dớ có mùi,
những chú chó đã qua huấn luyện có thể đánh hơi được bệnh nhân nhiễm COVID-19. Theo các nhà khoa học Anh Quốc, các chú chó săn từng được huấn luyện bằng cách cho ngửi dớ hoặc là tất của những người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể được sử dụng tại các sân bay hoặc là địa điểm tụ tập đông người để nhận ra mùi corona của những người đã mắc phải COVID-19. Các nhà khoa học cho biết, làm việc theo nhóm hai con, những chú chó được huấn luyện để phát hiện ra COVID-19 có thể sàng lọc hàng trăm người lên xuống máy bay trong vòng nửa giờ với độ chính xác là 94,3%. Trình bày kết quả của một nghiên cứu giai đoạn đầu bao gồm khoảng 3.500 mẫu mùi được quyên tặng dưới dạng dớ hoặc là áo phông chưa giặt mà những người dân hoặc là nhân viên y tế đã mặc. Các nhà nghiên cứu cho biết những chú chó thậm chí có thể đánh hơi ra những ca COVID-19 không có triệu chứng hoặc là nhẹ, và ngay cả các ca bệnh gây ra bởi một biến thể đột biến xuất hiện ở Anh vào cuối năm ngoái. Steve Lindsay, giáo sư tại khoa sinh học của Đại học Durham, người đã làm việc trong nghiên cứu cho biết, chó có thể là một cách tuyệt vời để sàng lọc một lượng lớn người một cách nhanh chóng và ngăn COVID-19 tái nhập vào Vương quốc Anh. Những con chó trong nghiên cứu ở Anh được huấn luyện trong vài tuần bằng cách được giới thiệu 200 mẫu mùi từ những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cũng như 200 mẫu đối chứng từ những người có kết quả xét nghiệm âm tính. EU yêu cầu một khoản tiền phạt lớn cho AstraZeneca vì cáo buộc vi phạm hợp đồng. Vào hôm thứ Tư, thì một luật sư của Liên minh châu Âu đã cáo buộc AstraZeneca không tôn trọng hợp đồng với khối 27 quốc gia về việc cung cấp vaccine COVID-19 và yêu cầu tòa án Bỉ phạt công ty này. Khối EU đã đưa công ty Anh Thụy Điển này ra tòa vào tháng Tư sau khi nhà sản xuất thuốc cho biết họ sẽ chỉ cung cấp 100 triệu liều vaccine vào cuối tháng 6 thay vì 300 triệu như dự kiến trong hợp đồng cung cấp. Brussels muốn công ty cung cấp ít nhất 120 triệu liều vaccine vào cuối tháng 6. AstraZeneca đã giao 50 triệu liều vào đầu tháng 5, chỉ bằng 1/4 trong số 200 triệu vaccine dự kiến trong hợp đồng vào thời điểm đó. Ông cho biết EU muốn được bồi thường 10 euro, tức là khoảng 12,2 Mỹ Kim mỗi ngày cho mỗi liều thuốc bị chậm trễ bởi AstraZeneca không tuân thủ hợp đồng. Và con số này có thể lên tới 200 triệu euro, tức là khoảng 244 triệu Mỹ Kim mỗi ngày kể từ ngày 1 tháng 7. Luật sư AstraZeneca nói với tòa án rằng yêu cầu thẩm phán xem xét lại và đề phòng trường hợp có phán quyết tiêu cực. Đài Loan cho biết Trung Quốc đã ngăn chặn thỏa thuận vaccine COVID giữa Đài Loan với BioNTech. Đài Loan lần đầu tiên trực tiếp cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn thỏa thuận về vaccine COVID-19 giữa Đài Loan với công ty BioNTech trong một cuộc chiến ngôn từ đang leo thang sau khi Bắc Kinh đưa ra lời đề nghị sẽ cung cấp vaccine cho Đài Loan thông qua một công ty Trung Quốc. Đài Loan đã đặt hàng triệu mũi vaccine từ AstraZeneca và Moderna, nhưng đến nay mới nhận được hơn 700.000 mũi và chỉ có thể tiêm vaccine cho khoảng 1% dân số, trong khi các ca nhiễm COVID tăng đột biến. Mặc dù trước đây Đài Loan đã cho biết họ không thể chốt được một thỏa thuận với BioNTech, nhưng Đài Loan chỉ mới ám chỉ việc nguyên nhân có thể là do những áp lực từ Trung Quốc. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và thường xuyên gây áp lực lên các quốc gia và công ty khác để cắt giảm các giao dịch của họ với hòn đảo này. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói trong một cuộc họp của Đảng Tiến Bộ Dân Chủ cầm quyền của bà rằng các đơn đặt hàng vaccine từ AstraZeneca và Moderna đã được đặt trước một cách suôn sẻ. Sau đây là một số cập nhật khác về tình hình COVID trên thế giới. Tính đến thứ Tư, hơn 167,9 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu được báo cáo đã có hơn 3,4 triệu người. Tại Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết việc tiêm chủng COVID-19 sẽ là bắt buộc đối với những người tham dự tất cả các sự kiện trực tiếp bắt đầu từ ngày 6 tháng 6. Tại châu Mỹ, các công nhân cảng Argentina cho biết họ sẽ tổ chức đình công 48 giờ sau khi họ làm tê liệt hoạt động xuất khẩu nông sản của Argentina vào tuần trước với việc ngừng công việc ban đầu vì yêu cầu họ được tiêm phòng COVID-19. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Pakistan sẽ cung cấp vaccine cho toàn bộ dân số trưởng thành của mình với hy vọng tăng tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 với chỉ 5% dân số được tiêm chủng cho đến nay.
Pakistan đã báo cáo sự sụt giảm ổn định về số ca nhiễm mới và số ca tử vong do COVID-19 trong những ngày gần đây. Nhưng phản ứng tiêm chủng vẫn chậm chạp. Các vaccine duy nhất được tiêm tại Pakistan là 3 loại vaccine do Trung Quốc sản xuất. Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch cho phép người dân bỏ khẩu trang bắt đầu từ tháng 7 nếu họ đã nhận ít nhất một liều vaccine, khi chính phủ cân nhắc các biện pháp khuyến khích để thúc đẩy việc tiêm chủng. Tại châu Phi, các vận động viên Nam Phi tham gia Thế vận hội Tokyo năm nay sẽ được tiêm vaccine trong đợt triển khai tiêm chủng, vốn đang ưu tiên cho người cao tuổi và người lao động tuyến đầu. Tại châu Âu, cựu trợ lý chính của Thủ tướng Boris Johnson, Dominic Cummings, đã đả kích chính phủ mà ông đã từng phục vụ, nói rằng người dân đã chết trong hoàn cảnh khủng khiếp trong đại dịch coronavirus vì phản ứng thất bại của chính phủ. Cũng tại châu Âu thì nước Bỉ đã đình chỉ việc sử dụng vaccine Johnson & Johnson cho những người dưới 41 tuổi sau cái chết của một người đã tiêm vaccine này. Chính phủ cho biết người phụ nữ đã chết vào tuần trước sau khi phát triển huyết khối nghiêm trọng và giảm tiểu cầu trong máu và đang yêu cầu lời khuyên khẩn cấp từ cơ quan dược phẩm châu Âu trước khi xem xét dỡ bỏ lệnh đình chỉ này. Pháp sẽ áp dụng biện pháp kiểm dịch bắt buộc đối với những du khách đến từ Anh để ngăn chặn sự lây lan của biến thể virus ở Ấn Độ. Người phát ngôn chính phủ Gabriel Attal cho biết biện pháp mới sẽ tương tự như các giới hạn được áp dụng ở Đức đối với những người du lịch từ Anh. Vào cuối ngày giao dịch hôm thứ Năm, đồng Canada bằng 0,8258 Mỹ Kim và bằng 0,6764 euro theo Bank of Canada. Trong khi đó thì 1 Canada bằng 19.019 đồng Việt Nam theo XC.com vào tối ngày 19 tháng 5. Giá dầu thô WTI là 66.21 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 68.82 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.896.44 một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 27 tháng 5 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông kế bên để được thông báo một khi kênh Culture Channel phát hành video mới. Culture Channel có video tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Và xin hãy giúp Culture Channel bằng cách chia sẻ video để có thêm nhiều bạn biết đến kênh YouTube này. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị và các bạn. Và đừng quên bấm like nếu quý vị thấy chương trình này hữu ích. Ban biên tập Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.